Dạ, xin kính mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì, trước hết chúng con xin thành tâm đảnh lễ và niệm ơn Hòa Thượng trụ trì đã tạo duyên cho tất cả chúng con trong chiều hôm nay để được cùng với quý Phật tử sinh hoạt Phật Pháp. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2023, đúng ngay ngày trăng tròn tháng 7, chúng ta thường rằm tháng 7 năm Quý Mão. Chúng ta đang vân tập tại tu viện Phổ Đức thuộc thành phố Calgary để sinh hoạt Phật Pháp chiều hôm nay. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Quý vị nhớ mặc áo ấm nha. Quý vị biết hôm nay rằm này kêu là rằm gì không? Rằm này là rằm tháng 7, nhưng mà còn có một tên nữa là rằm gì? Ai biết? Rằm gì? Rằm của hồn. Rằm này người ta gọi là trung nguân. Một năm mình có ba rằm: tháng giêng gọi là thượng nguân, tháng bảy là trung nguân, tháng tháng 10 là hạ nguân. Đó là chữ nguân là gì? Là nó có thể gọi là nguyên, trung nguyên cũng được, hạ nguyên, thượng nguyên. Thì mình có hai cách phát âm, mình phát âm là nguyên cũng được, nguân là được. Thì chữ nguyên hay nguân nó có nghĩa là một chu kỳ, nói đơn giản cho dễ hiểu. Thì một năm mình chia ra ba cái rằm lớn, thật ra là một năm mình 15, 12 cái rằm lận. Nhưng mà mình chia ra ba cái rằm lớn để nó quy định thượng trung hạ. Cũng giống như một 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 hàng ngày mình có ba ba buổi chính: sáng, trưa, chiều. Tối thì không tính, không, sáng, trưa, chiều. Cũng như là một tháng, đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm thì có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thì đời người nó cũng có ba thời kỳ, phải không? Thanh niên, trung niên và lão niên. Thì như vậy người xưa quy định ra ba cái rằm chỉ để nhắc nhở cho chúng ta đời người nó cũng có đi qua những thời kỳ như vậy. Và chính bản thân con người của chúng ta cũng có những lúc chúng ta rất là thịnh, có những lúc chúng ta rất là trung bình, ok, và có những lúc chúng ta rất là downhill, tức là khó khăn. Nhưng mà dù cho tất cả cái đó như vậy thì chúng ta cúng cái rằm. Rằm là cái ngày trăng tròn. Trăng tròn là người xưa người ta gọi là ngày có trăng. Và người xưa còn gọi là ngày vọng. Ngày vọng tức là mình nhìn lên trăng thì gọi là ngày vọng. Còn ngày không có trăng gọi là ngày sóc. Cho nên từ mùng mùng mấy? 30, mùng 1 tối. Phải không? Cho nên người nào mà bữa đó cuộc sống nó không có ổn nó trời, đời tôi tối như đêm 30, phải không? Nhưng mà nhìn người nào mà sáng sủa nói sao? Trời, mặt sáng như trăng rằm. Như vậy thì khi mà chúng ta nói rằm thì chúng ta phải nói đến ngày trăng tròn. Mà ngày trăng tròn á thì chúng ta nhìn lên trời, nhìn ngắm trăng. Cho nên người xưa làm thơ trăng là một cái hình ảnh đẹp để cho người ta có một cái dịp để người ta làm thơ. Và hôm nay là cái rằm trung nguyên để nhắc nhở chúng ta, ngoài cái ý nghĩa là chúng ta đã đi đến
được một giữa năm rồi, lại còn mấy tháng nữa thì chúng ta sẽ đi xuống hết năm. Như vậy thì mình sẽ có cơ hội mình nhìn lại từ thượng nguyên cho tới trung nguyên, mình đã thành tựu được cái gì và mình đã thất bại cái gì. Cái gì mình thành tựu thì mình lại phấn chấn và tiếp tục tiến bộ. Còn cái gì mình chưa thành tựu thì mình cố gắng. Đây là một cái chu kỳ, một cơ hội để chúng ta tiếp tục làm mới, làm cho nó đẹp, làm cho nó tốt lên. Cái ý nó vậy. Cái thứ hai nữa là gì? Mùa này khi nói đến thì ai cũng biết là cái mùa báo hiếu Vu Lan. Nhân gian thì người ta gọi là tháng cô hồn. Nhưng mà thật xưa đại chúng là trong Phật giáo chúng ta không có danh từ tháng cô hồn. Và người ta khi mà người ta nói như vậy thì lúc nào mình cũng bị một cái ám ảnh tháng này nó xui lắm. Ngày hôm qua Pháp Hòa gặp một anh Phật tử. Anh gặp Pháp Hòa, anh hỏi thầy có cái gì thầy cúng cho con không? Hỏi cúng dù gì, tháng này tháng cô hồn cho nên con xui quá. Thì một người nói, hai người nói, nhiều người nói thì nó thành ra một cái thói quen, một cái định kiến là tất cả cái tháng này là cái tháng xui. Mà thật sự ra tháng này không có phải là tháng xui. Tất cả các tháng nó đều có những cái hay, cái đẹp của nó. Xui hay hên tùy theo cái phước của mỗi người. Hay là con người chúng ta có những lúc thịnh, có những lúc suy, đó là chuyện bình thường. Cho nên ngày xưa ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài có dạy một câu: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời. Quý vị thấy cỏ cây tươi tốt vào mùa xuân phải không? Bây giờ bắt đầu mình thấy mùa thu rồi nè. Canada mình bây giờ là mình thấy rõ mùa thu tới nơi rồi đó. Cỏ cây tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Những chiếc lá vàng nó rơi xuống chẳng qua là tại vì bắt đầu trời trở lạnh. Và khi trời lạnh thì lá nó sẽ vàng, và lạnh hơn nữa là nó sẽ rụng, và bắt đầu chúng ta thấy một cảnh của mùa đông. Rồi chúng ta thấy những cây cối nó như nó trụi, nó chết. Nhưng mà không, năm sau, tháng 5, tháng 6, trời đủ ấm thì tất cả các cái cây cối nó đâm chồi nảy lọc trở lại. Và đó là những sự thịnh suy của cuộc đời. Chúng ta đừng có quá buồn tẻ, đừng có quá khổ não, đừng có quá bi lụy và cảm thấy như cuộc đời mình nó không có những cái lối đi lên. Chẳng qua là nó hết một chu kỳ thì nó sẽ có một cái chu kỳ khác. Và thành thử ra đừng có quá buồn khổ khi chúng ta có những cái khó khăn. Và đừng có nghĩ rằng cái tháng này là tháng cô hồn. Nếu mà cô hồn thì tháng nào nó cũng có hết. Không. Thành thử ra nhớ đây là một cái danh từ thế gian người ta hay dùng. Nhưng mà mình đừng có sợ sệt gì cả. Có nhiều khi người ta nói tháng này ở dưới địa ngục á, mở cửa. Cho nên rồi cô hồn lên trên này đông lắm. Đi lạng hoàng dính chưởng. Thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, mình có thể hiểu một cách khác. Địa ngục là gì? Là khi tấm lòng của chúng ta tối tăm, dày chặt, cố chấp, khổ đau, thì cái cửa lòng chúng ta đóng lại và khổ đau. Bây giờ nếu nói cho đúng là tháng này mình nhân cái cơ hội tháng này, mình mở cái cửa lòng của mình ra để mình tha thứ, mình bao dung, để mình làm cho cái cuộc sống gia đình mình an vui, hạnh phúc hơn thì được. Chứ đừng có đổ thừa là mình, nếu mà nói là tháng này tháng cô hồn thì có sẽ có cô hồn lên, mình sợ, hiểu không? Mà phải nói là tháng này là tháng để chúng ta mở lòng, tha thứ, bao dung cho những người mà mình chưa có tha thứ được họ, chưa có bao dung được họ, thì đây là cơ hội để chúng ta làm điều đó. Mà nếu làm được như vậy thì cái tháng này là cái tháng chúng ta hợp lại, chúng ta giải hòa, chúng ta làm những cái điều mà chúng ta để cho người thân chúng ta bớt khổ, thì nó đúng đúng cái ý nghĩa của cái chữ Vu Lan. Bởi vì chữ Vu Lan Bồn nghĩa là cứu cái khổ não của chúng sanh. Thì bây giờ mọi người chung quanh này ai cũng có những cái niềm đau nỗi khổ, mình để ý một chút thì mình sẽ thấy được và mình sẽ tìm cách mình cứu giúp. Trước khi mà chúng ta nói những cái điều hôm nay, Pháp Hòa muốn đưa ra ba cái hình ảnh. Bởi vì gần mỗi một Phật tử khi đi chùa đó, người ta hay lẫn lộn ba người. Thứ nhất á, là người ta đặt câu hỏi là
Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư ở Trung Quốc là một hay là ba? Bởi vì người ta lầm là khi người ta vô chùa đó, người ta thấy cái tượng Ngài Địa Tạng này, Đức Địa Tạng đang đứng đây, rồi cũng cầm cái tích trượng, rồi cũng đội mão tỳ lư, rồi vậy đó. Thì sau đó người ta coi phim Tây Du Ký á, người ta thấy Ngài Huyền Trang cũng mặc y đỏ, cũng cầm cây gậy, cũng đội cái mão, thì người ta lầm. Có nhiều người bước vô chùa nói đây tượng Ngài Huyền Trang. Rồi có người thì rồi người ta khi người ta coi phim ảnh Mục Liên Thanh Đề thì người ta thấy Ngài Mục Kiền Liên cũng ăn mặc như thế này, thì người đặt câu hỏi là ba vị này là một hay là ba. Thì sẵn đây Pháp Hòa xin nói một chút để đại chúng xác định rõ ràng. Thưa đại chúng, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Thanh Đề, Ngài Địa Tạng và Ngài Huyền Trang là ba nhân vật khác nhau. Thứ nhất, Đức Bồ Tát Địa Tạng là một người không có mặt ở trên thế gian này, và đây là do sự giới thiệu của Đức Phật Thích Ca ở trong kinh Địa Tạng. Thứ hai á, là Ngài Mục Kiền Liên là một nhân vật có thật vào thời của Đức Phật, là một trong những đệ tử của Đức Phật, hay nói cho rõ là một trong những 10 vị đệ tử lớn mà các vị đã nghe. Thật ra đó, Đức Phật có 1250 vị đệ tử tiêu biểu như trong kinh quý vị thường tụng đó. Lúc bấy giờ trong chúng hội có 1250 vị tỳ kheo. Đó là 1250 vị đầu tiên, và sau này còn nhiều nữa. Nhưng mà các kinh thường dùng con số này bởi vì con số này là con số đầu tiên nhất, cái top, cái lớp lớn. Và khi Đức Phật thọ ký, Đức Phật xác định mỗi vị có một cái đặc biệt đó. Thì đối với Ngài Mục Kiền Liên á, thì Ngài gọi Đức Ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông bậc nhất. Ngài Mục Kiền Liên được đưa vào cái danh sách đệ tử của Đức Phật về những cái nhất á, thì Ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông thứ nhất. Bởi vì Ngài có thần thông cho nên Ngài mới làm gì để cứu mẹ. Ngài mới dùng cái đạo nhãn của Ngài, Ngài tìm tòi mới thấy mẹ mình đang đọa địa ngục đó. Vì vậy cho nên Ngài Mục Kiền Liên là người có thần thông. Nhưng mà Ngài cũng là cái người vì cứu mẹ, cho nên Đức Phật dạy cái pháp Vu Lan để cứu mẹ, cho nên từ đó Ngài có thêm một biệt hiệu nữa là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Nhưng mà thật ra đó là Đại Hiếu Mục Kiền Liên là do chúng ta tôn xưng. Còn Đức Phật thì không có nói, Đức Phật là ca ngợi Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất. Như vậy Ngài Mục Kiền Liên là một nhân vật có thật trong lịch sử của Ấn Độ, của Phật giáo. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên không có ăn mặc như vậy. Ngài Mục Kiền Liên không có đắp y đỏ, không có đội mão tỳ lư như thế này. Đây là cái hình ảnh của người Á Đông chúng ta phát họa ra. Quý hiểu ý không? Đây là cái hình ảnh mà do Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa chúng ta phát họa ra, cái hình ảnh này. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên mà nếu quý vị có thấy thì người ta có tạc tượng Ngài Mục Kiền Liên á, là một vị tôn giả đầu tròn không có đội nón. Đồng thời Ngài còn quấn y theo kiểu truyền thống của Phật giáo Ấn Độ ngày xưa, chứ không có đắp y như thế này. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên là một nhân vật có thật trong thời của Đức Phật. Nhưng mà Ngài là người có thần thông bậc nhất. Vì có thần thông, có đạo nhãn cho nên Ngài đã tìm được mẹ Ngài khi bà đọa vào cái cảnh khổ. Và Ngài đã giúp mẹ bằng cách là đem chén cơm tới. Đây là mình dựa theo lịch sử đó nha. Đem chén cơm tới rồi cứu mẹ. Và vì bà Thanh Đề khởi cái lòng tham cho nên lửa đốt cháy cái chén cơm bà ăn không được, thì Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy mới trở về xin Phật dạy cho con làm sao cứu mẹ khi mẹ con đọa vào cảnh khổ. Thì Đức Phật nói nếu vậy thì ông hãy chờ đến cái ngày này, hôm nay nè, ngày rằm tháng 7 này nè, sau 3 tháng an cư của chư Tăng, ông hãy nhờ chư Tăng chú nguyện cho mẹ ông
để mẹ ông được thoát cái khổ. Và ngài Mục Kiền Liên mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, cái pháp mà ngài dạy cho con cứu mẹ này hay quá, mẹ con được siêu thoát, vậy thì con có thể tiếp tục lan truyền cái pháp này cho người sau hay không? Thì Đức Phật mới nói là sao? Ta vừa muốn nói, con dùng hỏi theo. Tức là tôi vừa muốn nói thì ông đã hiểu ý, ông đã hỏi câu này rồi. Thì từ đó Đức Phật mới nói cái pháp Vu Lan này nên truyền rộng ra về cho người sau. Những ai là con hiền cháu thảo muốn giúp đỡ cho cha mẹ được siêu thoát sau khi quá vãng thì hãy nương vào cái pháp này. Pháp này là pháp gì? Chú nguyện, cầu nguyện cho thân nhân của mình. Thưa đại chúng, khi chúng ta muốn cứu người thân mình dù sống hay chết, chúng ta có hai cách để làm. Một là phước lực, hai là tâm lực. Phước lực là gì? Phước lực là chúng ta tạo phước, thí dụ như là bố thí, in kinh, cúng dường, tất cả những cái việc gì chúng ta làm mà có lợi ích cho những người xung quanh, để tạo một cái phước lành rồi chúng ta hồi hướng cho người thân, trường hợp đó gọi là phước lực. Lấy cái năng lực tạo phước để giúp đỡ cho người thân mình. Chẳng hạn như mình nuôi một người thân, mình nói chữ nuôi thì trong cái suy nghĩ ai cũng nghe nuôi là sao? Nấu cơm cho ăn, cho quần áo mặc, cho nhà cửa để ở, kiểu nuôi. Như vậy thì người sống đây chúng ta cũng cần cái nuôi kiểu như vậy đó. Nhưng mà đối với một người mất, chúng ta tạo những cái phước để chúng ta giúp đỡ cho người đó, gọi là phước lực. Nhưng bên cạnh đó, hoặc là có thể chúng ta không có khả năng, nhiều khi muốn bố thí nhưng giờ mình hoàn cảnh không có thì tiền đâu mà giúp đỡ. Thì cái phước mà cần thiết nhất là gì? Là tâm lực. Tâm lực là gì? Là chúng ta hãy đem cái năng lực, cái tâm thành, chúng ta tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng cho người thân mình. Bởi vì mình, cái người thân mình đọa là tại vì cái tâm họ còn dính mắc, họ chưa siêu. Ví dụ như có nhiều người thân á, tiền của nhiều quá, rồi khi họ mất đi thì họ còn lưu luyến của cải, họ nuối tiếc. Vì vậy thì họ tham, họ bị lưu luyến tiền của vật chất. Thì bây giờ mình dùng cái tâm lực mình chuyển họ bằng cách nào? Mình thuyết pháp cho người thân nghe để người thân hiểu rằng tiền tài vật chất không theo được mình. Bây giờ mình có tiền muôn bạc để, nhưng khi chúng ta xả bỏ cái thân này thì chúng ta không đem theo được gì hết. Nói riết để cho họ khởi tâm, để họ đừng bám víu cuộc đời này. Và quý vị thấy ai lớn lên cũng kêu cõi đời này là cõi gì? Cõi thiệt hay cõi tạm? Ai cũng nói cõi tạm, nhưng mà có bao giờ sống bằng cái tâm niệm tạm đâu. Ai quẹt bệnh cái mình coi thiệt không mà. Cho nên ai nói mình hơn một câu là mình coi lời nó thiệt mà. Nếu mà đã nói tạm thì phải hiểu rằng lời nói cũng tạm, cái con người nói mình cũng tạm, rồi mình cũng tạm. Thử thời giờ mình lãng tai, mình điếc, ta nói không nghe có gì đâu giận. Tại mình nghe được, rồi mình còn phân biệt cái này thấp, cái này nặng nha, chửi này chửi nặng nha, cái này nói móc nha, giận. Như vậy ai cũng nói đời này là tạm, nhưng mà mình thiệt sự không có sống bằng cái hiểu đó. Ai hơn mình chút, ai hơn mình bất cứ cái gì, mình cũng giận phiền bực tức hết. Như vậy chúng ta là người biết là tạm, nhưng chúng ta chưa hiểu tạm là gì. Và nói cách khác là chúng ta chưa có thẩm thấu tạm là gì. Còn nếu mà mình thấy rằng á, bây giờ Pháp Hòa bày cho đại chúng một cái cách quán đơn giản nhất mà mình thật chứng mỗi ngày nè. Một tháng trước đi hớt tóc thiệt là cao, tháng sau nó ra dài tốn tiền tiếp. Mấy thầy phủi tóc rất là sạch đẹp, nhưng mà chừng tuần 10 ngày là bắt đầu tóc nó lú ra, mà không có cạo là nó ngứa, nó khó chịu, cái là phải đi cạo tóc tiếp. Nếu mà nó thiệt thì cạo rồi nó phải không có mọc lại. Như vậy tóc này cũng tạm phải không? Rồi cái đẹp của mình nó cũng tạm thôi nha, lúc mình còn trẻ thôi, chứ giờ bắt đầu tới lúc mà bắt đầu nó thay đổi rồi đó.
phải không? Thành thử ra mình phải quán là thân này, tóc này, những cái gì mình thậm chí ăn uống mỗi ngày, mới uống vô một ly nước yên rồi đó, hết khát rồi đó. Nhưng mà chừng tiếng đồng hồ sau à, là nó phải xả rồi. Nếu nó ở này nó tạm thì nó phải đi ra, rồi chúng ta lại phải tiếp tục uống tiếp, ăn tiếp. Như vậy thì khi chúng ta nói cõi đời là tạm, chúng ta chỉ nói thôi, chúng ta chỉ biết pháp mà chúng ta chưa hiểu pháp. Mà nếu chúng ta có hiểu pháp mà chúng ta chưa có quán chiếu để thật chứng những cái đó, thì những cái đó nó xảy ra chúng ta không thấy nó thật và mình bám vào đó. Thành thử ra cái người mất á, mà họ có bám víu, họ lẫn quẩn cũng không có lạ đâu, là tại vì mình cũng y chang mà. Mình cũng y chang mà, một người nào làm mình giận coi, cả năm mình không muốn nói tới. Mà thậm chí ai nhắc tới mình nói đừng nhắc tới nó nha. Tới tôi đừng nhắc tới người đó, nghe nói nó cái tôi no rồi. Hay là còn nói nặng hơn là nhắc tới nó cái tôi trào máu. Thành thử ra mình sống mình cũng bằng cái tâm niệm đó, thì cái chuyện mà người mất họ còn hận thù, họ còn bám víu là chuyện bình thường. Bây giờ muốn được như vậy thì phải có ai đó khai thị cho họ. Như vậy thì đại chúng nhớ là mình tụng kinh cho người mất không phải tụng là người ta siêu đâu. Không phải mình tụng mà người ta siêu. Mình tụng đây là mình repeat, tức mình lặp lại cái lời Phật dạy về cái ý nghĩa của vô thường, của cõi tạm, để cho cái tâm cái người mất họ thật sự họ cởi mở để họ siêu. Bây giờ đó, biết một vị nào đang giận ai, mình lỡ mình khuyên đi, khuyên ngày khuyên đêm mà cái tâm họ không cởi mở thì họ vẫn không siêu. Đâu phải mình nói cho họ nghe đâu. Như vậy nói đến khi nào mà lòng họ mở, tâm họ phát, tự động họ muốn giải tỏa, họ muốn thì họ được siêu. Chữ siêu là gì? Chữ siêu là vượt lên. Chữ vãng là gì? Vãng là đi tới. Chữ sanh là gì? Là một đời sống. Vãng sanh là đến một đời sống mới. Bây giờ mình đang ở trong cảnh khổ nè. Rồi bữa nào mà mình không còn được cái khổ của nội tâm nữa là mình vãng sanh rồi đó. Cho nên không phải chết mới vãng sanh, mà cũng đừng đợi chết mới vãng sanh. Mình phải làm sao vãng sanh ngay trong đời sống của mình. Mình còn hờn giận ai, còn tức tối ai đó là cuộc sống của mình nó trì trệ, nó đọa lạc. Chứ đọa là rơi xuống thôi. Cho nên là thăng là lên mà giáng là xuống, phù là nổi mà trầm là chìm. Cho nên kêu trầm luân. Chữ trầm là chìm, mà chữ luân là xoay vòng. Mình chìm trong đó và mình xoay vòng trong đó. Cho nên người nào khổ đau mà để trong lòng không nói ra được kêu là trầm cảm. Cái cảm xúc của mình nó chìm ở trong lòng, không nói được với ai, không chia sẻ được với ai. Và lâu ngày bây giờ trở thành một người rất là cô đơn, khổ đau mà không bộc lộ ra được, thì người đó gọi là trầm cảm. Mà bây giờ hồi đó Việt Nam mình nghèo mà sao không trầm cảm. Giờ có tiền quá trời mà cảm nó trầm hoài. Thành ra mình mới thấy rõ là chúng sanh mình, thật ra cuộc đời này chúng ta chỉ nói cái tạm mà chúng ta chưa thật chứng tạm. Vậy thì ngày một Kiền Liên á, ngài đến với mẹ ngài và ngài cảm thấy được mẹ mình đang chìm ở trong cái cảnh khổ là tham, là sân, là bỏng sẻn, là ích kỷ, cho nên mới đọa lạc. Bây giờ trở về xin Phật. Phật nói là sao? Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo, bốn vị thiên vương. Tôi biết lòng hiếu thảo của ông lớn lắm, động đến cả trời đất luôn. Nhưng mà có một điều ông phải biết, mẹ của ông gốc tội rất sâu. Dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Dầu ông có thần lực vậy đó, nhưng mà một mình ông không cứu được, ông phải nhờ lực của chúng tăng. Như vậy rõ ràng ý nghĩa đó là gì? Cái thần lực của đại chúng nó mạnh lắm. Cho nên mình trong nhà Phật mình mới có một danh từ là tăng. Tăng là một đoàn thể của những người sống hòa hợp, sống thanh tịnh. Một chiếc đũa bẻ gãy dễ lắm, nhưng mà một bó đũa bẻ khó lắm. Cũng như thế,
chúng ta có một sức lực của một đoàn thể mà tất cả cùng một tâm lực đó là nhất định sẽ chuyển được người kia. Cho nên bà Thanh Đề một mình ngày một kiền liên không giải được. Ý nó là cái tâm niệm, thưa đại chúng, cái lịch sử mà bà Thanh Đề đọa xuống địa ngục ngày một kiền liên đi cứu mẹ đó, chúng ta đặt vấn đề là có thật không? Cái chuyện đó chúng ta không biết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta học được gì từ cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề. Chúng ta đã ứng được gì, ứng dụng được gì trong câu chuyện này, chứ đừng có đặt vấn đề là có thật hay không rồi ngồi đó bàn cãi, rồi nói là chuyện bịa đặt vân vân. Cho dù người ta bịa mà cái bịa này có mang ý nghĩa thì nó cũng là hay. Thành thử ra câu chuyện đó là một câu chuyện để hướng dẫn chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng trong người thân của chúng ta có những người đang sống khổ đau và cần sự cứu khổ. Có nhiều khi mình lo đi cứu ai ở ngoài á, mà người thân mình ở nhà khổ muốn chết mà mình không quan tâm. Có nhiều khi con ở nhà mình nó đói móc meo, không lo, mình đi lo làm gì. Đó. Thành thử ra nhiều khi mình làm công quả trong chùa, nấu ăn cho đại chúng, nhưng về nhớ nấu ăn cho con. Đừng chỉ lo nấu ăn cho đại chúng, nó thôi mẹ đi là mệt quá, mẹ làm phước, mẹ tạo phước cho con, thôi con kệ con ăn mì gói đi con. Cái này dễ xa nhau lắm rồi. Và mình làm, bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, đại chúng đối xử với con mình như vậy thường xuyên đi, đối với người thân mình đi, thì lâu ngày họ sẽ ác cảm với chùa, sợ ác cảm với công quả, họ sẽ ác cảm với những người tu. Vì vậy bà Thanh Đề mà bà ác cảm với người tu là đúng chứ gì nữa đâu. Tại vì đi chùa làm công quả mà để cho con mình đói khổ, ai đâu cũng no hết, mà thậm chí là mình phục vụ tận tình nữa chứ, mà trong cái đó người thân mình không quan tâm. Như vậy thì cái công quả của chúng ta nó chưa tròn. Chúng ta phải làm sao cái công của chúng ta nó đưa đến cái quả tốt. Bỏ công ra chùa làm, chưa nói là vô chùa mà còn giành giật nữa nha. Thành thử ra nội ở trong chùa là mất quả rồi, rồi về tới nhà cũng mất quả luôn. Rốt cuộc trồng quá trời trồng mà không có quả nào ăn được hết. Vô chùa quả cũng hư mà về nhà thì quả nó chua. Thành thử rốt cuộc mình đi vòng vòng, có phải luân hồi không? Đó có phải luân hồi không? Cũng sách vở đi chùa cũng làm công quả, mà vô chùa làm công quả ai cũng ngán mình luôn. Rồi về tới nhà thì con mình nó thấy mình đâu né đó, tại vì nó biết số phận nó rồi, mẹ đi về là con sẽ đói thôi. Cho nên thưa đại chúng, đó là một ý nghĩa. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn nhắc đại chúng, nếu quý vị có nghe ai đó chỉ trích phê bình cái câu chuyện Mục Liên Thanh Đề, đừng có quan tâm, đừng có hỏi chuyện đó thiệt. Chúng ta học được gì từ cái bài học đó? Dù chuyện thật, chuyện giả, chuyện ngoại quốc, chuyện gì không cần biết, nhưng mà cái quan trọng là người xưa dựng lên những cái tích đó, mà người nay chúng ta phải nghiên cứu, phải tìm tòi, để chúng ta học được gì từ cái bài học là cứu khổ của Ngài Mục Liên. Đâu phải trong cuộc đời này chỉ có mẹ mình đọa lạc đâu, vợ mình cũng có thể khổ, chồng mình có thể đang khổ, em mình đang khổ. Như vậy bà Thanh Đề chỉ là một biểu tượng của một nhân vật cần cứu khổ. Mà không phải chỉ mình đem chén cơm tới là người ta được ăn đâu. Không phải mình đem cơm là người ta được ăn đâu. Mà người ta cũng phải giải được cái tâm niệm khổ đau thì ăn cơm nó mới ngon. Bây giờ quý vị cho cơm ngon ăn mà người đó vẫn còn đau khổ thì ăn nổi không? Cho nên Pháp Hòa hay giỡn á. Pháp Hòa nói nhiều khi á, quý vị nói cúng dường ăn này tốt, ăn này bổ, và nói chỉ cần trong chùa mà sống hòa thuận với nhau, huynh đệ vui vẻ vậy ông thầy cũng khỏi ăn gì cũng bổ nữa. Ông khỏi xử là ông khỏe rồi. Ông khỏi phải nghe chuyện bà 1, bà 2, bà tới bà 8 là ông khỏe rồi. Chứ ăn cơm, sáng ăn cơm sườn mà chiều ăn nước tương, mà tối leo lên giường nằm coi cải lương đời mới lên hương. Cho nên thưa đại chúng là như vậy thì Ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ của ngày hôm nay, đó là một cái ý nghĩa là chúng ta cần phải quán sát. Tại sao không lấy cái gì có thần thông, nghĩa là có sức mạnh, thần thông nghĩa là sức mạnh. Mà sức mạnh đầu tiên
để chúng ta cảm nhận cái khổ của chúng sanh là con mắt của mình. Con mắt của mình nhìn để mình cảm thông. Mà đa số bây giờ mình nhìn để làm gì? Chỉ trích, phê bình, lên án, chứ mình đâu có cảm thông. Còn nếu mà trong kinh không, Ngài lấy cái đạo nhãn Ngài nhìn để Ngài thấy được cái khổ của mẹ. Vậy thì hôm nay Mục Kiền Liên ngồi đây đông lắm, phải không? Có những người mới đi mổ mắt, nhất định thần thông mắt sẽ sáng lắm, và phải nhìn thấy người thân mình đang khổ. Đừng tưởng con nít nó không trầm cảm nha. Đừng tưởng khi những cái lúc mình gây gổ con mình ở trong phòng nó không biết gì đâu nha. Quý vị đâu biết rằng những trận cãi vã của cha mẹ là con mình nó đang ở trong phòng. Cái cửa phòng đó là cái cửa địa ngục, mà nó phải chịu trận những cái tiếng la hét mắng chửi của cha mẹ. Nó ở trong phòng nó đang chịu khổ, mà chúng ta đang hành khổ con mình bởi những lời tiếng gây gổ của mẹ cha mà mình đâu có biết. Mình cứ nghĩ con mình là con nít, nó không biết gì đâu. Nhưng mà không ngờ nó là một đứa con nít mà nó có cảm tình, nó có một đứa con nít mà nó có tri giác, cho nên nó hiểu được hết. Vậy thì cái nhân vật Mục Kiền Liên ở trong lịch sử Đức Phật là một người có thật. Và một câu chuyện mà Ngài cứu mẹ của Ngài, cho đến ngày hôm nay chúng ta nương vào cái ý niệm đó mà có buổi lễ này. Mà nếu ngày xưa mà không có cái chuyện này á, thì mình đâu có cơ hội ngồi đây ngày hôm nay. Để rồi có cái chuyện để chúng ta mổ xẻ, để rồi có cái chuyện chúng ta phải thấy rằng chúng ta cần cứu khổ người thân đâu. Như vậy thì thưa đại chúng, Mục Kiền Liên là có thật trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca và trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, hay là nói cách khác là trong lịch sử của Phật giáo. Người thứ hai là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang ở trong phim Tây Du Ký là một câu chuyện hư cấu. Nhân vật Huyền Trang là một nhân vật có thật ở trong Phật giáo Trung Quốc thời nhà Đường. Nhưng mà những gì mà trong Tây Du Ký mà viết về Ngài Huyền Trang là không có thật. Chuyện là Ngài Huyền Trang bị bỏ trong chiếc cái thúng á, rồi trôi vô chùa, rồi chùa vớt lên, rồi cho Ngài đi tu. Lớn lên rồi Ngài là một cao tăng, Ngài kết nghĩa với ông vua nhà Đường, gọi là cái gì đó, bảo gì, ngự đệ. Ngự đệ tức là em vua. Rồi được vua cấp chiếu chỉ đi qua Ấn Độ để thỉnh kinh đó. Nhân vật Huyền Trang, Ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật, và được ông Ngô Thừa Ân, với cái ngòi bút của ông đã đưa Ngài Huyền Trang vào một cái bộ truyện ly kỳ hư cấu của Tây Du Ký. Còn Ngài Huyền Trang thật sự là một người có đi tu, và cái cuộc đi hành, thỉnh kinh của Ngài Huyền Trang là một sự gian khổ vô cùng. Vua không có cấp giấy phép cho Ngài đi, vì lúc đó các nước cái sự giao qua lại không có dễ dàng. Và Ngài Huyền Trang á, ban đêm thì trốn đi, mà ban ngày là phải núp vào những cái bụi, những cái bụi cây, những cái đám rừng, đợi trời tối rồi Ngài mới lẻn đi. Và suốt hành trình của Ngài đi và về là 7 năm. Đi và về là 7 năm. Và Ngài ở tại Ấn Độ, Ngài học tiếng Ấn Độ, Ngài học kinh pháp tại Đại học Nalanda của Phật giáo tại Ấn Độ 10 năm. Sau đó Ngài về Trung Quốc, Ngài mới bắt đầu được vua kính trọng, xây cho Ngài một cái nơi để Ngài dịch kinh ở tại Trường An. Bây giờ cái chỗ đó còn đó. Quý vị nào mà có đi qua bên Tây An á, về chùa Đại Nhạn Tháp, Tiểu Nhạn Tháp, thì quý vị sẽ thấy những cái nơi mà người xưa đã, Ngài Huyền Trang đã ở. Và chính Ngài Huyền Trang đã viên tịch tại Tây An, và sau đó đưa về một cái chùa quê để nhập tháp thờ ở đó. Và hai người đệ tử của Ngài được thờ hai bên cái tháp của Ngài, tất cả đều ở Tây An hết, mà ngày xưa là Trường An, thời nhà Đường. Nhưng mà khi ông Ngô Thừa Ân, ông dựng câu chuyện lên, ông mượn Ngài Huyền Trang để ông nói lên những cái chuyện
Cuộc hành trình của Ngài Huyền Trang không hề có Tôn Ngộ Không, không hề có Trư Bát Giới, không hề có Ngộ Tịnh, không hề có Bạch Cốt Tinh, phải không? Nhưng mà tất cả những câu chuyện đó mượn một cái ý nghĩa để đưa vào. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị nghe cái bộ Pháp Hòa nói về bộ Tây Du Ký. Bây giờ quý vị lên Google, quý vị phải bấm vẫn ra. Cái bộ nó tên là Theo Dấu Đường Tăng. Pháp Hòa sẽ giải thích hết tất cả những cái tình tiết của bộ phim Trung Quốc họ dựng lên. Nhưng mang một cái ý nghĩa gì trong cái đạo lý thôi. Hai vị rồi phải không? Như vậy quý vị nhớ là Ngài Huyền Trang có thật. Pháp danh của Ngài là Huyền Trang. Ngài họ Trần, sống vào thời nhà Đường. Cho nên Ngài được mười mấy cái danh hiệu. Thứ nhất gọi là Huyền Trang, thứ hai gọi là Trần Huyền Trang vì họ của Ngài là họ Trần, cái thứ ba có khi gọi là Đường Huyền Trang bởi vì Ngài sống vào thời nhà Đường. Nhưng mà Ngài có một cái biệt hiệu, đó là Tam Tạng Pháp Sư. Tại sao gọi Ngài là Tam Tạng? Bởi vì Ngài thông đạt ba bộ kinh của Phật giáo, đó là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Những gì mà Đức Phật nói chúng ta gọi là Kinh Tạng. Những gì mà giới luật, thí dụ như năm giới, Bát Quan Trai giới, Bồ Tát giới, Tỳ Kheo giới, tất cả những cái gì nó thuộc về giới luật của nhà Phật mà đệ tử Phật từ xuất gia cho đến tại gia cần phải nghiên cứu, hành trì, giảng giải chuyên về giới luật thì chúng ta gọi là Luật Tạng. Còn những cái bộ giải thích, chú thích kinh điển, chú thích luật chúng ta gọi là Luận Tạng. Chữ luận là đàm luận, là chia sẻ. Như vậy Phật giáo có ba bộ kinh, có ba bộ kinh lớn mà chúng ta gọi chung là Đại Tạng Kinh. Bởi vì kinh, luật, luận, nhưng mà kinh chiếm phần lớn. Trong một bộ đó là 100 quyển. Bộ đó là 100 quyển và kinh là chiếm hết hơn 50 quyển. Kinh là những gì Phật dạy, chúng ta sưu tập lại, chúng ta gọi là kinh. Còn những gì mà nó thuộc về giới luật chúng ta gọi là giới. Nó thuộc về sự giải thích của kinh, của luật thì chúng ta gọi là luận. Mà Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba bộ đó, cho nên chúng ta gọi Ngài là gì? Tam Tạng Pháp Sư Trần Huyền Trang. Và đại chúng phần lớn là chúng ta hiểu lầm, tại nghe chữ tạng á thì chúng ta lại nói là Tam Tạng và Địa Tạng. Cho nên có nhiều người vô chùa tưởng vị này là Tam Tạng. Rồi có nhiều người hỏi, ủa chùa thờ Tam Tạng mà sao không thấy Tôn Ngộ Không? Cái đi ra chợ giác ông Ngộ Không về cúng. Như vậy thưa đại chúng, mà ai mà lên đồng lên cốt á, người nào lên đồng lên cốt mà nói tôi là Tôn Ngộ Không về là biết này cốt giả, này là cốt đột. Vì thật sự trong của chúng ta không có một nhân vật nào tên là Tôn Ngộ Không hết. Ngài Huyền Trang không có đi thỉnh kinh với Tôn Ngộ Không. Ngài Huyền Trang không có đi thỉnh kinh với lại Trư Bát Giới. Ngài Huyền Trang lúc đầu là đi với một nhóm người. Nhưng sau những cái cuộc khổ đau, gọi là khó khăn, chướng ngại trên đường đi, họ bỏ cuộc. Một số bỏ cuộc đi về. Duy có một mình Ngài Huyền Trang là kiên trì với chuyến đi của Ngài. Và quý vị biết không, có những lúc Ngài đi ngang qua những bãi sa mạc, Ngài đi quang qua những bãi sa mạc mà Ngài gần như sắp chết. Và Ngài suy nghĩ, bây giờ nếu mà Ngài quay về thì không được, cho nên Ngài phát một cái câu rất lớn. Thà làm ma phương Tây, không trở về để làm người sung sướng của phương Đông. Phương Đông tức là Trung Quốc, gọi là Đông Độ. Tây là Tây Trúc, là Ấn Độ. Cho nên cái chuyến đi của Ngài Huyền Trang là một cái lời nguyện ghê gớm, cực kỳ là kiên trí. Cho nên bây giờ bên Nhật Bản người ta có xây một cái điện để thờ Ngài Huyền Trang, để kỷ niệm Ngài Huyền Trang. Và ở trên cái điện đó người ta để hai chữ bất đông. Bất đông là gì? Là người nhất định không quay về phương Đông để tìm sự sống, thà là chết ở cái hướng mình đi về thỉnh kinh.
Cho nên sau này mà các vị mà với cái ý chí tu hành á, người ta hay lấy cái ý chí của Ngài Huyền Trang để mà làm cái điểm tựa cho mình. Nhưng mà sau này người ta thường lầm là bởi vì chúng ta thường gọi Ngài là Tam Tạng và chúng ta bị lầm với Ngài Địa Tạng. Hai nhân vật đó là hai nhân vật có thật, là Ngài Mục Kiền Liên là Ấn Độ, Ngài Huyền Trang thì ở Trung Quốc thời nhà Đường. Qua tới Ngài Địa Tạng. Ngài Địa Tạng là một người mà do Đức Phật giới thiệu trong kinh. Và bây giờ quý vị nào mà đi Trung Quốc á, mà qua cái núi Cửu Hoa Sơn ở ở một cái tỉnh thì các vị sẽ bị lầm. Vì đây là một cái chuyện tích là Ngài ở Hàn Quốc á, có một thái tử tên là Kim Kiều Giác, họ Kim nha. Nghe Kim là biết ở đâu rồi phải không? À, thì cái vị này tên là Kim Kiều Giác, là một vị thái tử. Khi mà ông đi vượt sông từ Hàn Quốc đi qua Trung Quốc thì ông dừng lại ở núi Cửu Hoa, thì ông mới xin một miếng đất để ông cất cái thất ông tu. Và ông đã đứng ở chỗ cái miếng gạch đó ông lại kinh suốt gần 99 năm. Tại tuổi thọ ông 99 tuổi. Và ông qua Trung Quốc khi ông còn rất trẻ và đến dừng ở Cửu Hoa Sơn thì ông đã xin được một cái am, một cái miếng đất, ông cất cái am tu. Thì sau này người ta mới thấy cái hạnh tu của ông sao mà giống như Ngài Địa Tạng trong kinh tả quá. Từ đó người ta mới cho ông Kim Kiều Giác của Hàn Quốc là hóa thân của Ngài Địa Tạng. Và người ta đã lấy cái núi Cửu Hoa đó để đặt là Ngài Địa Tạng đã ứng thân, đã hóa thân ở núi Cửu Hoa Sơn. Nhưng mà thật sự Địa Tạng Bồ Tát là một nhân vật do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu, chứ không có trong cái quả đất của chúng ta đang ở. Còn ngày nay quý vị thấy Ngài ăn mặc như vậy, mình không biết Ngài Địa Tạng mặc đồ gì, mình không biết, tại vì mình chưa bao giờ thấy. Nhưng mà tất cả là do cái gì sanh? Do cái trí tưởng tượng, cái tâm thức con người. Cho nên bởi vì nói tới Địa Tạng là nói tới một người cứu khổ, cho nên người ta mới tạo cái tượng Ngài như thế này. Ở trên đầu Ngài á, đội cái mão đó đó, cái mão đó gọi là mão tỳ lô, có khi gọi là mão tỳ lư, biểu tượng cho thế giới. Ở trên đầu cái mão đó có năm vị Phật. Năm vị Phật đó tượng trưng cho năm phương, Đông, Tây, Nam, Bắc và phương giữa, cho nên gọi là ngũ phương. Trên tay Ngài cầm cây gậy. Cái cây gậy này chúng ta gọi là cây tích trượng. Tích là sắt, trượng là gậy. Tích trượng là gậy sắt, tượng trưng cho sự ý chí kiên cường. Mà thời Phật á, được diễn tả là các vị tỳ kheo mỗi người có một cây gậy như vậy đó. Để làm chi biết không? Ở trên đầu quý vị thấy có bốn cái vòng xuống không? Thấy không? Thấy bốn cái khoanh xuống không? Bốn cái khoanh đó tượng trưng cho tứ diệu đế, khổ, tập, diệt, đạo. Đó là giáo lý căn bản của nhà Phật. Ở dưới này á là có ba cái khoen. Bốn lần ba là mấy? 12 tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập về duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thức vân vân. Thì 12 cái nhân duyên này là cái vòng luân hồi. Hiểu ý không? Của chúng sanh mình. Như vậy 12 nhân duyên này cũng là một cái biểu tượng. Mà từ cái này nó có cái kia, chứ trên cuộc đời này không có cái gì mà nó tự thể nó có được. Giống như hạt giống duyên vô đất, duyên vô nước, duyên vô ánh sáng, thì hạt giống nó mới có nảy mầm, nó có hoa, có trái, có quả. Có như vậy thì cây mà ngày nay chúng ta thấy nó có hoa có trái đâu phải tự nó có được.
Nó chỉ là một nhân thôi. Rồi đất là một nhân, nước là một nhân, ánh sáng là một nhân. Tất cả các cái nhân đó phối hợp gọi là duyên, để chúng ta có cái quả. Như vậy đây là thập nhị nhân duyên. Còn ở trên đó là tứ diệu đế, giáo lý căn bản. Như vậy thì người tu á, mà chúng ta nắm được cái giáo lý tứ diệu đế là khổ. Quý vị có đồng ý cuộc đời này là khổ không? Giờ mới có biết khổ chứ chưa thấm khổ đâu. Ai nói tôi đang khổ quá trời, đây này ngồi gió quá. Cái mà lạnh, nóng, đói, khổ, cái đó gọi là khổ thân. Khổ thân nó có bốn thứ: sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Khổ tâm nó có bốn thứ: muốn mà không được, thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, phải không? Rồi thân sắc thọ tưởng hành, nó thịnh nó suy, chúng ta khổ theo nó. Cái đó gọi là ngũ ấm xí thạnh. Như vậy thì Đức Phật dạy cuộc đời này có 8 cái khổ cơ bản. 4 cái khổ thân là sống, già, bệnh, chết. 4 cái khổ tâm là thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, muốn mà không được. Muốn mà không được khổ lắm á. Thích cái áo đó quá mà tháng này mũ xỉn à. Rồi bắt đầu đi rà, có ai cho không? Em đi ngang shopping thấy cái áo đó đẹp lắm, thử coi sắp sinh nhật mình ảnh có để ý ảnh mua không. Muốn mà không được là khổ. Như vậy thì ngài Huệ Địa Tạng cầm cái này. Địa Tạng là gì? Địa Tạng là tâm. Chữ địa là đất, tạng là chứa. Tâm của mình có phải giống như là một mảnh đất nó chứa không? Cho nên mình hay kêu tâm địa. Trời ơi, tâm địa ông đó coi vậy mà độc lắm nha. Tâm địa ông kia coi vậy mà tốt lắm nha. Như vậy ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Mà chữ tạng là chứa. Thương mình cũng chứa, ghét mình cũng chứa, dễ thương mình cũng chứa, dễ ghét mình cũng chứa. Ai cái gì mình cũng chứa hết. Cho nên bấm nút cái mình nói à. Thậm chí mình còn khoe nữa: ê, muốn biết nó không hỏi tôi nè. Trời ơi, tôi chẳng những tôi rành nó mà tôi rành má nó nữa. Có không? Như vậy cái tâm mình có phải là chỗ chứa không? Tâm mình là chỗ chứa, cho nên kia là địa tạng. Nhưng mà nếu mà chúng ta chứa điều thiện thì cái tạng này là nhiều cái điều tốt. Nhưng nếu chúng ta chứa cái xấu thì cái xấu nó ra. Bây giờ tâm địa muốn vững chãi thì phải có gậy sắt. Và ngày xưa thời Phật á, trong kinh nói cây này nè, nó có mấy công dụng. Đi đường sợ nước á, lấy cái nó dò coi nó sâu nó cạn để mình qua suối là một công dụng. Công dụng thứ hai, lỡ đi đường gặp rắn rít nguy hiểm, lấy cái cây này vét nó qua bên đường để đi. Công dụng thứ ba, tới nhà ai khất thực chỉ cần đứng lắc lên thôi. Hồi xưa không có đo beo, hồi xưa không có chuông bấm cửa, mà người tu mà đi khất thực là không có đứng trước cửa nhà người ta nói có ai ở nhà không, thầy tới xin ăn. Chỉ cầm cây gậy lắc hai cái cho nó reng reng thì chủ nhà nghe tiếng đó biết có ông thầy tới khất thực. Đứng đó chừng 1 phút, 2 phút chủ nhà không ra thì lấy gậy đập hả? Trời, cô này thông minh quá. Chắc hồi xưa cũng chuyên môn. Thì mình tiếp tục mình đi và không bao giờ khởi cái tâm. Cho nên người xưa là đi khất thực là không được liếc ngó. Tại vì khi mình liếc ngó là mình phải kiếm coi nhà nào khá khá. Nhà nào khá là chắc đồ ăn ngon. Cho nên không cho. Nhìn đất mà đi. Như vậy cái cây gầy nè là tượng trưng cho một người mà có tâm vững chãi, kiên trì, cho nên gọi là cầm cây gậy là biểu tượng của tâm kiên trì. Còn ở trên tay ngài cầm cục này nè, cái đó không phải cục lửa, nó là viên minh châu, nó phát sáng. Nhưng mà tại vì làm tượng thì làm sao nó sáng được, cái làm vậy 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 lên vậy nè, cái ai cũng nói ông này ở dưới địa ngục này ông cầm lửa nè, thấy không?
Cái đó là cái ánh sáng của cái viên Minh Châu. Mà Minh Châu là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho tâm sáng trí tuệ. Như vậy khi nói đến Ngài Địa Tạng là chúng ta nói hình ảnh đi đâu? Đi xuống đâu? Địa ngục. Địa ngục là chỗ tối tâm, chỗ khổ đau. Mà muốn xuống chỗ khổ đau tối tâm, người đó thứ nhất, tâm phải vững như gậy sắt, trí phải sáng như Minh Châu. Mình muốn cứu người thân mình mà mình không hiểu được người thân mình, mình không nhẫn nại với người thân mình, làm sao cứu? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ con của mình nó bị trầm cảm nè. Quý vị nóng nảy, không thiếu nhẫn nại, không giúp được con mình. Mà quý vị thiếu sự kiên trì, quý vị thiếu sự hiểu biết về con mình, không giúp được nó. Mấy đứa bệnh, mà cái người bệnh thì thôi đừng nói người ta bệnh trầm cảm, nói bệnh thường thôi. Cái người bệnh là trong cơ thể khó chịu, cho nên thường hay quạo quọ. Cho nên mình muốn chăm sóc người bệnh, mình phải hiểu được người bệnh, và mình phải nhẫn nại với người bệnh, thì mình mới giúp được họ. Vì sao? Vì mình có lòng. Có lòng là có tâm. Có tâm là Ngài Địa Tạng đó. Mà người có tâm thì phải có hai cái đức tính: kiên trì nhẫn nhục và trí tuệ phải sáng suốt. Như vậy Ngài Địa Tạng hôm nay không phải là một ông ở dưới địa ngục nữa, mà mỗi người chúng ta sẽ là một Ngài Địa Tạng. Mỗi người chúng ta sẽ làm ngày một kiền liên, phải không? Và chúng ta cũng là Ngài Huyền Trang luôn. Tại vì ai cũng muốn đưa cách đời của mình tới chỗ tốt, như Ngài Huyền Trang đi thỉnh kinh. Chữ thỉnh kinh đó là một cái ý chí muốn đưa mình đi tới cái chỗ cao đẹp. Nhưng mà thưa đại chúng, cuộc đời này muốn đi tới chỗ cao đẹp dễ hay khó? Khó lắm. Cho nên những cái nạn nó xảy ra ở trong suốt cái cuộc hành trình. Và xin nhớ rằng á, khi chúng ta đi thỉnh kinh, nghĩa là chúng ta muốn hướng thượng, thì nhất định chúng ta sẽ có ba đứa đệ tử. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho sân, Trư Bát Giới tượng trưng cho tham, Sa Tăng tượng trưng cho si. Mình có tham sân si không? Mình đi tu nó có tu theo không? Có chứ. Mình đi cái thân mình là Ngài Huyền Trang. Ngài Huyền Trang là biểu tượng như một con người bình thường, không có phân biệt được cái gì hết. Nhưng mà trong con người bình thường này có ba đứa đệ tử là tham, sân, si. Mình đi tu, mình đi thỉnh kinh là mình dẫn nó theo. Mình dẫn nó theo để làm gì? Để độ nó. Cho nên Ngài Huyền Trang phải độ đệ tử cho đến khi nào mà thành Phật. Như vậy, muốn tu mà không có tham sân si thì khỏi tu. Tại vì không tham sân si thì tu gì nữa giờ? Là thành Phật, là chứng quả rồi. Cho nên ngày nào còn tham sân si, ngày đó cần quy y gấp gấp. Chứ đừng nói ngược lại, thôi tôi còn tham sân si lắm, tôi không dám quy y đâu. Để khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Không tu lấy gì hết. Còn tham sân si thì phải quy y, tu tập để chuyển tham, chuyển sân, chuyển si. Tu là chuyển chứ không phải hết. Ví dụ như cái nhà này nó hư, nó mục, cũng cái vị trí này mình thay đổi là nó có một cái căn nhà mới. Một con người chúng ta lỗi lầm, chúng ta đâu cần tự vẫn chết. Chúng ta sửa cái cách sống của mình thì cái lỗi lầm nó sẽ được thay đổi. Và người nào cũng chấp nhận. Đức Phật dạy trong kinh có hai dạng người quý: một là người không hề tạo lỗi, hai là người tạo rồi biết ăn năn hối lỗi. Đức Phật dạy rõ trong kinh. Cho nên thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa giới thiệu với quý vị ba vị này là quý vị nghe hoài, thấy hoài, nhưng mình tưởng đâu các vị ở ngoài mình á. Nhưng mà hôm nay mình nghe rồi, thứ nhất, đứng trên phương diện lịch sử là mình hiểu được ba người này là không dính dáng gì hết. Địa Tạng không có liên quan tới Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang. Đúng không? Mà Tam Tạng Pháp Sư hay là Ngài Địa Tạng cũng không phải là Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà ngày nay chúng ta là người Việt, người Trung Hoa, chúng ta tạo cái tượng theo cái dáng dấp, cái nhìn, cái tưởng tượng của con người mình, của cái văn hóa của Á Long mình. Chứ còn Ngài Địa Tạng mặc gì không biết.
Nhưng mà bởi vì người xưa dựng tượng là phải có cái ý nghĩa. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nay quý vị nhìn ra chùa Phổ Đức ha, có những bức tượng Quan Âm á, ngồi sải chân gác tay. Quý vị nói hồi nào vô tôi thấy Quan Âm vậy không à, tôi không thấy Quan Âm mà ngửa vậy, nghiêng vậy, là gì vậy? Thì mình phải biết rằng đó là những bức tượng Quán Âm tự tại. Tự tại là không có ràng buộc, cái dáng ngồi thông dong. Còn thấy có nhiều vị nói ê lại coi Phật nằm nè, tại vì thấy ông Phật nằm dài đó. Thì mình gọi tượng Phật nằm cũng được, nhưng mà thường bức tượng đó chúng ta gọi là tượng Niết Bàn. Đức Phật nằm trong tư thế Niết Bàn, thấy không? Hoặc là kiết tường ngọa, chữ ngọa là nằm, nằm cái thế kiết tường, không có nằm sấp, không nằm ngửa, không nằm tay trái mà nằm về phía phải. Tại nằm trái là ép tim, nằm bên trái là mình ép tim, nằm ngửa thì tướng thô, nằm sấp thì dễ sanh tâm móng khởi, cho nên nằm bên phải là thế ngủ kiết tường. Và khi mình ngủ á, Đức Phật khi người ta làm tượng á, khi mà một chân thụt vô, chân nhô ra, thứ nhất là một cái dáng tượng, nhưng nó cũng biểu tượng là Đức Phật nằm ngủ. Còn khi hai chân mà bằng phẳng hết là trong tư thế Phật nhập Niết Bàn. Hiểu ý không? Thì tất cả những cái biểu tượng nó đều có cái ý nghĩa. Chẳng hạn như Đức Phật ngồi trên hoa sen. Thực tế thì Phật không có bước cái sen đâu, nó mọc lên đạp dập sen hết vậy. Nhưng mà hoa sen là một loài hoa mọc ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Thì ở đây muốn nói đến cái sự giải thoát của Đức Phật. Ngài không có bị ràng buộc, khổ đau. Cho nên đời sống của Đức Phật đi cũng đi trên hoa sen, ngồi cũng ngồi trên hoa sen. Còn mình đang ngồi trên vỏ sầu riêng, cho nên ngồi cũng yên. Không? Nằm cũng yên, ngủ lăn qua lộn lại trằn trọc. Ta oán giận người người chẳng đau, mà tâm ta nổi sóng ba đào, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được. Thì còn Đức Phật thì Ngài nằm xuống là trong cái sự an tịnh, không ghét, không thương, cho nên Ngài được cái tâm tự tại đó. Thì hôm nay nhân cái ngày lễ mùa Vu Lan báo hiếu, hình ảnh hai người sẽ được mọi người đem ra trưng bày thiết lễ cúng dường. Một là tượng Ngài Mục Kiền Liên. Nhưng mà thường bây giờ người ta làm tượng Ngài Mục Kiền Liên, trên đầu Ngài không có đội mão, để biểu tượng đây là Mục Kiền Liên. Còn đội mão là Ngài Địa Tạng. Đây là một cái ý nghĩa thôi, chứ không phải là xác định như vậy. Có nhiều khi người ta cũng tạo Ngài Địa Tạng không có đội mão. Nhưng mà quý vị thấy tất cả các vị Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm có tóc không? Bồ Tát Văn Thù có tóc không? Bồ Tát Phổ Hiền có tóc không? Bồ Tát Thế Chí có tóc không? Mà Bồ Tát nào cũng có tóc và đeo vàng vòng đầy người hết. Chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là với cái hình dáng của người tu. Tại sao vậy? Bởi vì các vị Bồ Tát Quan Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Địa Tạng còn tóc và mặc áo quần rất là đẹp, trang sức rất là nhiều, là biểu tượng cho Bồ Tát nhập thế. Bồ Tát đi vào đời tùy thuận chúng sanh. Còn đây là Bồ Tát xuất thế, nghĩa là hình tướng của một người tu hành giải thoát. Mà đại chúng nhớ nha, chỉ khi nào có người có cái giải thoát, người đó mới khỏi địa ngục. Còn cho nên biểu tượng là một người xuất gia, là một vị tỳ kheo. Chỉ có người xuất gia, hình ảnh của người xuất gia là biểu tượng của giải thoát. Mà chỉ khi nào có giải thoát thì chúng ta mới hết địa ngục. Như vậy địa ngục sẽ tự tan biến nếu tâm mình có sự giải thoát. Còn hễ tâm mình là ràng rịch, là dính mắc, là cố chấp thì địa ngục nó có mặt với mình. Để chúng hiểu được chỗ này ha. Cho nên á, địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới. Địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới. Và chúng ta phải phát nguyện không tiếp sức để xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế nữa. Đó là lời phát nguyện. Mà muốn như vậy
chúng ta phải có sức nhẫn nại, kiên trì của gậy sắt. Chúng ta phải có sự hiểu biết sáng suốt của viên minh châu. Chúng ta phải có thân tướng của người giải thoát. Đây là phối hợp. Tâm phải giải thoát, ý chí phải kiên trì, phải có một cái sự sáng suốt, chúng ta mới phá tan địa ngục, cứu toàn chúng sanh được. Cho nên cái tâm nguyện cứu khổ, cái tâm nguyện cứu khổ là tâm có thật, và cái tâm rất được, cần được tán dương. Nhưng nếu chúng ta thiếu dụng cụ, không làm được. Giống như muốn đóng cái nhà mà không có đinh, hay là có đinh mà không có búa, thì không đóng được cái nhà. Lòng ý chí thì muốn rồi, nhưng mà phải có phương tiện. Ý chí cất nhà là có, nhưng mà phải có phương tiện là đinh và búa. Cũng như thế, muốn cứu khổ người khác, lòng tốt đó, tâm lực có đó, nhưng phải có phương tiện là gì? Nhẫn nại, kiên trì và sự sáng suốt. Thương mà không hiểu thì làm sao giúp? Cho nên thương ai, phải hiểu người đó. Trong cuộc đời này á, ai cũng muốn có một người để mình thương hết á. Và mình cũng muốn ai đó thương mình. Nhưng cả hai mà không có biết nhau cách làm thì cả hai đều bị thương, chứ không phải là được thương. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta luôn luôn có khái niệm đó là mùa cứu khổ, mùa giải tội, mùa xá tội, mùa chúng ta gọi đủ thứ tên. Thì Pháp Hòa muốn giải thích thêm về ba vị mà chúng ta thường hay lầm lẫn giữa ngày Mục Kiền Liên, ngày Địa Tạng và ngày Tam Tạng Huyền Trang. Và mỗi người, mỗi nhân vật đó đều biểu tượng cho một cái ý nghĩa để chúng ta ứng dụng tu tập. Mong rằng đại chúng nương vào bất cứ vị nào cũng được. Ví dụ hôm nào mình muốn cứu khổ người thân, mình nói bữa nay con xin làm Địa Tạng. Bữa nào mình muốn đưa cái ý chí mình đi tới một cái chỗ cao đẹp, đó là ngày Huyền Trang, trong một cuộc hành trình đi thỉnh kinh. Chúng ta có phải đang trong một cuộc hành trình không? Phải không? Có ai đồng hành với mình không? Nhìn lại coi có không? Có tham sân si đó, nó đồng hành với mình đó. Cho nên vô chùa làm công quả là một hành trình. Nhưng mà nhớ ba đứa đệ tử nó rình rập với nhau là nó hay đánh lộn lắm nha. Nó hay gây gỗ trong chuyến đi lắm nha. Thì mình làm một ông thầy phải điểm mặt nó. Ngộ Không mà nó không nghe lời, niệm chú cho nó nhức đầu. Như vậy Ngộ Không đó là biểu tượng cho một người thông minh trí tuệ. Một người mà, nhưng người thông minh trí tuệ là phải có đạo đức, phải có giới để chế ngự họ. Cho nên cái dòng kim cô mà ông Ngộ Không bị ngày Quan Âm chồng lên đầu đó, đó là cái vòng đạo đức. Người thông minh mà không đạo đức là nguy hiểm. Và chính cái người thông minh như vậy cho nên họ dễ nổi sân lắm. Họ thấy ai xung quanh họ cũng khờ với si hết á. Phải không? Nhiều khi người ta đang làm vậy cái lỡ giật lại, bực mình có nhiêu làm cũng được. Cái rồi cái đứa con mình nó không biết gì hết, lớn lên nó cũng biết luôn, tại hồi nhỏ nó làm không xong là mình quạt nó quăng bên. Thật ra cái người mà giỏi là thường hay nổi nóng khi thấy người ta làm trật. Và chính vì vậy cho nên chúng ta hư bột hư đường, đứa nhỏ nó không được đào tạo. Cho nên người thông minh phải có cái sự ngăn chặn, đó là cái dòng kim cô. Người tham là phải giữ giới, cho nên ông bát giới, ông tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham sắc, có đủ hết trong con người bát giới phải không? Cho nên ông phải thọ tám giới. Vì ông thọ tám giới cho nên ông có biệt hiệu là bát giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn trang điểm, không đờn ca sướng hát, không ăn phi thời. Ông giữ tám giới để ngăn chừa cái tâm tham. Cho nên bát giới tượng trưng cho tham. Còn cái ông mà ông đi trong đoàn, ông ít nói chuyện nhất, phải không? Ông ít nói chuyện nhất, ông lù lì, ông rù rì và ông gánh hết, đó là tượng trưng cho si. Người si mê không biết, biểu tượng cho một cái tâm ẩn náu mà nó không có biểu lộ. Hiểu ý không? Đó là tham sân si. Nhưng mà tham sân si phải có ba thứ để chuyển: giới, định, tuệ. Cho nên giới độ cho bát giới ngộ năng, định biểu tượng cho ông si mê, còn tuệ là ông ngộ không đó.
Thì hôm nay Pháp Hòa giải thích như vậy để tất cả những Phật tử, những ai có quan tâm đến những gì liên quan đến Phật giáo, chúng ta hiểu rõ ba người và ba cái biểu tượng, và chúng ta có thể nương vào đó để chúng ta làm cái bài học cho đời sống tu tập của chúng ta. Và quý vị nhớ rằng ở trong Phật giáo, tất cả những hình ảnh của Phật, Bồ Tát, thậm chí những cái bắt ấn, những cái biểu tượng các ngài cầm trên tay đều có một ý nghĩa nhắc nhở chúng ta trong đời sống tu tập. Chúng ta muốn biết thì phải tìm hiểu để nghiên cứu, để học hỏi. Đừng chỉ nhìn mà không hiểu, và rồi chúng ta đoán nó sai thì không nên. Mà mình đoán sai thì mình nghĩ nó sai, vậy cái mình đi truyền bá cái sai luôn thì không được. Cho nên có một điều Pháp Hòa muốn nhắc, ngày nay có rất nhiều những cái bài người ta chỉ trích kinh Địa Tạng hay là chuyện Mục Liên Thanh Đề vân vân, đại chúng đừng có bận tâm cái chuyện đó. Cái quan trọng là những câu chuyện đó chúng ta lượm lặt gì cho đời sống thiết thực hiện tại của chúng ta thì điều đó không có gì sai cả, phải không? Thí dụ mình nói nhìn một đám mây biểu tượng cho một giáo pháp đúng, tại vì đám mây lát vầy lát khác tượng trưng cho vô thường. Nhìn đám mây tôi thấy nó vô thường, phải không? Nhìn chiếc lá tôi thấy nó vô thường, và tôi thấy rằng cái vô thường nó trong cái thường. Như vậy cuộc đời này cái gì cũng vô thường. Cái gì là thường? Vô thường là thường, sự thay đổi là thường nhất. Mới đó mình đã mấy chục năm ở nước ngoài, hồi mình mới qua chạy bộ không, giờ thấy lại chống gậy hết trơn. Vô thường. Như vậy cái vô thường là cái rất thường. Chúng ta phải thấy cái đó để sống cho bình thường. Đừng thấy vô thường rồi chúng ta bớt sống bất thường. Cái này nguy hiểm. Chúc đại chúng an lạc, hạnh phúc mùa Vu Lan. Rồi bây giờ quý vị còn đủ sức ngồi nữa không? Nếu mà quý vị còn thời gian thì ai có một vài câu hỏi gì liên quan đến sự tu tập thì quý vị có thể nêu lên để chúng ta cùng học hỏi trước khi chúng ta hồi hướng. Thầy ca bản. Dạ mời cô lên đây ca. Thầy ca bản này. Du Lan, thầy ca bản này. Du Lan, thầy ca bản này. Trước khi đại chúng đặt câu hỏi, xin thầy cho ông bài về mẹ. Con nhớ lúc hợp đồng đâu có vụ này. Hợp đồng đi giảng thôi mà. Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, để gọi là tán thán cái công đức, nhất là quý bác á, lớn tuổi mà vẫn ngồi ở một cái thời tiết lạnh gió như thế này, thì Pháp Hòa rất là quý những gì mà quý bác đã hết lòng đối với Phật Pháp, thì xin cúng dường đại chúng bài hát Lòng Mẹ. Trong cánh nhà dột cột xiêu thiêu trước khúc sau, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biển rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng, tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mẹ dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má.
Mỗi khi ngân nga bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ vô cùng. Mẹ đã vì con cực khổ bao ngày, con đau ốm mẹ cầu trời khấn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con no già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Ngày nay tóc mẹ đã phơi sương, lưng còng gối mỏi. Con lớn lên thêm một tuổi là mẹ mất hết một năm gần gũi những thâm tình. Con cứ tưởng đâu mẹ sẽ mãi bên con như bóng bên hình. Một ngày con quên rồi. Một ngày con mới biết rồi, có một ngày mẹ phải xa con. Ôi công ơn sanh thành sanh tờ biển non, lòng mẹ thương con làm sao đền trả được. Nghe lời mẹ khuyên con chăm lo học tập, chắc là mẹ vui khi tối về chiều. Mẹ ơi nhìn tóc mẹ ngả màu sương tuyết, mắt mẹ mờ dần vì năm tháng khổ đau. Con nghe lòng mình lo sợ làm sao, con sợ mẹ sẽ rời xa con trẻ. Để cho con một đời trong cô lẻ, mất mẹ rồi tìm mẹ ở nơi đâu. Lòng mẹ thương con như biển Thái Bình rào rạt, lời mẹ thiết tha như dòng suối ngọt ngào. Thương con mẹ hát ru con vào giấc ngủ, lời ru đời ấm dịu biết giường bao. Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Kính thưa đại chúng, trước hết một lần nữa chúng con xin tri ân Hòa Thượng Viện Chủ đã tạo duyên cho chúng con, và cũng như cảm ơn tất cả quý bác, quý cô chú, anh chị toàn thể đại chúng đã không ngoài ngại trời gió lạnh và vẫn ngồi đây sinh hoạt suốt buổi Phật Pháp chiều hôm nay. Bây giờ chúng ta xin kết thúc và chúc nguyện cho đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc trong mùa Vu Lan này. Dạ, mời cô hỏi gì hả? Rồi. Rồi. Hỏi đi cô. Rồi cô hỏi đi. Dạ. Tự nhiên mà cô. Dạ. Con muốn hỏi thầy đó. Đưa là, cao lên. Con như là con suốt từ lúc mẹ con mất, cha mẹ trước đó còn không có biết Phật pháp là gì hết thầy. Dạ. Thì con tới chùa, con tụng kinh, con làm những việc trên chùa, mà đôi lúc đó con thấy cái giống như con cái lòng nóng nảy này kia của con vậy đó thầy. Thì con không biết là như vậy con không có đủ cái phước báo để con hồi hướng cho tổ đường thất tổ, cho tất cả những cái vong linh ở mắt mặt tâm con, thì rất là muốn
con rất là muốn được hồi hướng những cái gì con làm được các thầy, để cho tất cả đều được siêu thoát vậy. Cho nên con định hỏi thầy là con có phải là con cần một cái thời gian dài nữa để mà con mới có đủ để mà con hồi hướng những cái vị như vậy thầy? Xong chưa? Thì Pháp Hòa xin nói ngắn gọn cái câu hỏi của cô. Ý của cô là khi mình cầu nguyện cho người thân mà cảm thấy mình không đủ cái lực, như vậy mình có cần phải làm nhiều hơn để nó dồn lực lại đúng không? Ý là vậy đúng không? Thật ra cái sự hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, thì mình cầu nguyện cho người thân có hai phần, phước lực và tâm lực. Thì cái tâm lực là cái quan trọng. Thì khi mình cầu nguyện không có quan trọng là thời gian ngắn dài, mà cái thành tâm của mình trong lúc đó. Vì mình có cảm giác như là mình không đủ, chứ không ai xác định cái điều không đủ đó, chỉ có mình mới biết. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện cho người thân, mình đem hết lòng của mình nghĩ tưởng đến người thân, siêu độ họ là coi như là đủ lực. Còn cái chuyện á, dù cho mình có đủ lực, mình có làm dài hạn, cái lợi lạc vẫn là mình. Đâu phải mình cầu người ta siêu rồi mình nghỉ tu, phải không? Nhưng mà mình mượn cái hình ảnh, mình mượn cái chuyện mình cầu cho người thân để mình vẫn có thời khóa riêng tu cho mình. Như vậy thì khi mà mình tụng kinh cho người mất á, thì mình có hưởng không? Có. Như vậy thì cái thời khóa tu tập của quý vị hằng ngày chính là cái cần thiết. Còn sau đó chúng ta hồi hướng một phần cho người thân. Đừng nghĩ rằng mình tụng sao để người thân siêu. Nếu họ siêu rồi mình nghỉ hả? Hay là mình vẫn tiếp tục? Cho nên cái chuyện họ siêu, họ không siêu, cái quan trọng là mình vẫn giữ thời khóa cho mình. Mà khi cô giữ thời khóa cô tu được, thì chính lúc đó cô hồi hướng, thì người thân tiếp tục nhận cái đó. Trong kinh dạy là trong 7 phần, người sống hưởng 6, người chết hưởng 1. Như vậy là mượn cái chuyện đó để mà giữ cái sự hành trì tinh tấn của chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta ngồi đây, dù có chuyện người thân không người thân gì, sự hành trì mỗi ngày là cái chuyện thiết yếu của mình. Nhưng mà chúng ta làm xong rồi, chúng ta đem cái công đức hồi hướng cho người thân của mình. Đừng có lo là mình có đủ lực hay không. Dạ, mô Phật thầy. Ý con là đôi khi con có cái sự nán nảy, con nghĩ là cô nghĩ thôi. Không, tự cô nghĩ tới tiêu cực, tự cô nghĩ điều tiêu cực, rồi cô làm khó cô làm nhiều cái vấn đề trong tâm thức của mình, mà từ một chuyện nó nảy ra nhiều chuyện, thành thử keo trong khi mình tu nó không có sự chú tâm, mà nó cứ bị mấy cái chuyện đó nó ràng rịch mình. Bây giờ nếu ngồi đây hết nè, đó bây giờ thầy đó, cô ghi tên, cô cầu nguyện đó, nhờ thầy, cô có bao giờ cô thấy thầy nổi sân chưa? Thầy cũng sân vậy, phải không? Nhưng mà cái quan trọng là trong khi mình tu tập, mình nhận diện được những cái đó, cái thành tâm của mình trong lúc, còn cái chuyện hàng ngày của mình tự mình phải chuyển hóa tu tập. Và đừng có để cho những cái đó nó râu ria, nó làm ảnh hưởng đến cái chuyện tu tập của mình. Nếu mà mình cứ nghĩ như vậy thì mình không có hết, mà nổi cái chuyện nó ảnh hưởng là mình đã mất điên phần, gọi là chi phối. Cho nên đừng có nghĩ mấy cái chuyện đó. Cái chuyện mà trong khi mình làm mình nổi sân, mình phiền não, nhận diện nó rồi mình chuyển hóa nó từ từ. Còn cái lúc mình vào thời khóa hành trì vẫn cứ thành tâm như vậy, cái quan trọng là mình giữ cái sự kiên trì của mình thôi. Cũng giống như cô làm bánh vậy, cô làm ra 10 cái bánh thì hư hết 3 cái thì cũng còn được 7. Không lẽ nói thôi lần nào tôi làm cũng hư thôi đừng làm nữa, thì không bao giờ có bánh ăn. Trong 10 cái bánh ăn được 7 cái hay là ít nhất, hoặc là giờ hư 7 cô cũng còn 3. Mà mình cứ làm hoài thì ngày nào mình cũng có bánh tình ăn. Có bánh, có ai mà làm bánh mà nó không, cô hiểu ý không? Đừng có để mấy cái chuyện nó ảnh hưởng mình, nó chi phối, nó không cần thiết. Cô này, xin thầy cho con hỏi
Dạ. Chị lên đây hỏi hay là hỏi lớn? Có cái microphone này nãy đó. Dạ mời chị. Thầy giải bỏ thì con, chồng con mất tai nạn năm tháng rồi và chồng đau khổ, nó cứ đau hoài mà nên là con có thấy chồng con có chết, con ngủ không có được. Con đêm nào con nằm con muốn la hoài, con giật mình hoài. Bây giờ con không biết làm sao, tâm con không có an. Con nhờ thầy giải thích giùm con để con sáng ra. Chứ giờ con không biết làm sao giờ. Chồng con mất tai nạn, mất con không có gặp mặt, con không có gặp mặt. Bây giờ con bị ám ảnh hoài. Mà chịu con không có thấy, nhưng mà cái tai nạn đó làm cho trong lòng con cứ suy nghĩ hoài à. Bây giờ con không biết làm sao bây giờ. Dạ mô Phật. Dạ kính thưa đại chúng, cái chuyện của chị đó thì chút xíu nữa để quý thầy sẽ ngồi lại rồi chia sẻ với chị. Bây giờ trời cũng tối đó, quý bác ngồi cũng lâu rồi, thôi mình xin hồi hướng đi, rồi sau đó thì một số quý vị cần đi dùng chiều hay nghỉ ngơi, rồi quý thầy sẽ gặp chị riêng nha, để không làm mất thêm thời gian của đại chúng, chúng ta cùng hồi hướng. Dạ. À, trước khi hồi hướng thì mời quý Phật tử chúng ta vào cái chuyên đề.